năm 2024, thế giới sẽ chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI. Cùng với đó là những bước tiến của robot hình người và sự đột phá về tốc độ truyền dẫn, kết nối của Wi-Fi thế hệ thứ 7. Bên cạnh đó, công nghệ phát triển cùng với sự thúc đẩy của chuyển đổi số sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ ngay tại Thanh Hóa mà không phải đi gương. Đây là những nội dung chính trong bản tin số và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu tại Viện Hàn Quốc vì sự phát triển của một xã hội thông tin và thông minh đưa ra nhận định năm 2024, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sẽ bắt đầu được triển khai tích cực, trở thành trợ lý thường xuyên của nhiều người tại nơi làm việc. Từ năm 2024, trợ lý AI sẽ bắt đầu được triển khai đầy đủ, bổ sung và thay thế lao động có trình độ. AI sẽ trở thành những trợ lý chính thức có khả năng nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động. Trong những năm tới, công nghệ AI có thể hoàn toàn thay thế một người, cũng như thực hiện các công việc như tái cơ cấu hệ thống thuế và phân phối lại nguồn thu nhập. Nói rằng trí tuệ nhân tạo AI có khả năng thay thế con người trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra khi mới đây, bà lãnh đạo của Google đang xem xét để sa thải 30.000 nhân viên trong các đơn vị quảng cáo và thay thế bằng hệ thống AI thông minh. Những robot hình dáng giống con người là hình ảnh rất quen thuộc trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo AI như ngày nay, những robot hình người ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Trong tương lai không xa, các robot có hình dáng giống con người có thể sẽ phổ biến như ô tô hoặc điện thoại thông minh hay còn gọi là smartphone. Chỉ vài thập kỷ trước, những điều làm được trên smartphone hiện nay từng bị coi là viễn tưởng. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI ngày nay, robot hình người được kỳ vọng sớm trở nên phổ biến như smartphone, thay thế con người làm nhiệm vụ ở các môi trường độc hại nguy hiểm, giúp con người trong nhiều lĩnh vực công việc. Trong tương lai không xa, ngày càng có nhiều robot hình người có AI tham gia vào đời sống xã hội. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Markit & Markit, ngành công nghiệp robot hình người sẽ nở rộ trong năm tới, đạt giá trị 13,8 tỷ đô la Mỹ. Wi-Fi 7 là thế hệ mới nhất của công nghệ Wi-Fi, chuẩn Wi-Fi thế hệ thứ 7. Thế hệ công nghệ tương lai này có những bước đột phá mới về tốc độ, cùng những cải tiến khéo léo về khả năng mạng, giảm độ trễ, tăng dung lượng, đem đến kết nối ổn định và hiệu quả cho người dùng. Theo tổ chức Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 7 sẽ được ra mắt trong năm 2024, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tốc độ cao và nhiều cải tiến so với các thế hệ trước đó là Wi-Fi 6 và Wi-Fi 6E. Với nhiều cải tiến đáng kể, Wi-Fi 7 được kỳ vọng sẽ cung cấp tốc độ siêu cao lên đến 36 gigabit, cao gấp 3 lần so với 9,6 gigabit so với thế hệ trước đó là Wi-Fi 6. Điều này có nghĩa người dùng có thể tải xuống các tệp tin với nội dung lớn hay stream video 4K chất lượng cao chỉ trong chớp mắt. Wi-Fi 7 cũng mang đến khả năng kết nối đồng thời với nhiều thiết bị hơn, đảm bảo trải nghiệm kết nối ổn định hơn khi có quá nhiều người cùng sử dụng. Bên cạnh hai băng tần 2.4 và 5 GHz như Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 còn kết hợp cả băng tần mới 6 GHz. Nhờ sử dụng băng tần này, Wi-Fi 7 còn giảm nhiễu và tắc nghẽn mạng ở khu vực đông người, đảm bảo trải nghiệm kết nối ổn định hơn khi có quá nhiều người cùng sử dụng. Với nhiều nâng cấp đột phá, Wi-Fi 7 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng Internet vạn vật IoT, mở ra kỷ nguyên kết nối siêu tốc cho mọi thiết bị. Quý vị và các bạn, nếu như trước đây, khi nói đến tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thì chúng ta thường nghĩ ngay đến việc phải đến các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng mới có nhiều cơ hội. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu chuyển đổi số, Thanh Hóa đã có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Điều đó đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngay tại tỉnh nhà. Trước đây, chị Hoàng Thị Hằng, một kỹ sư công nghệ đã có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Hà Nội với mức lương khá tốt. Tuy nhiên, theo chị Hằng, do chưa có nhà và mức sống ở Hà Nội khá cao, nên tiền lương chỉ đủ thuê nhà và chi phí cho ăn ở đi lại mà không có tích lũy. Cho đến tháng 2 năm 2023, khi công ty cổ phần Sonan Shopway, một công ty cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm có trụ sở tại Nhật Bản và Hà Nội, mở thêm chi nhánh tại Thanh Hóa, chị Hằng đã xin vào làm việc. Hiện tại, chị Hằng không chỉ có công việc ổn định tại quê nhà mà còn có thêm nhiều cơ hội được giao lưu, học hỏi với các đồng nghiệp, đối tác từ Nhật Bản. Hiện tại thì có khá là nhiều công ty ở công nghệ thông tin ở Thanh Hóa đã thành lập và đáp ứng được cái nhu cầu của tôi về cái việc phát triển cho tương lai.
Về hiện nay thì tôi thấy là cái cơ hội việc làm với ngành công nghệ thông tin tại Thanh Hóa thì khá là tốt, nên là sẽ thu hút được rất là nhiều nhân tài về quê để lập nghiệp. Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 900 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Xu hướng chuyển đổi số đã giúp ngành công nghệ thông tin đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ dài hạn. Hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế xã hội đều có nhu cầu ngày càng cao về lao động ngành công nghệ thông tin. Không nằm ngoài xu thế đó, cơ hội việc làm cho ngành công nghệ thông tin tại Thanh Hóa cũng rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh các đơn vị tổ chức đều phải đầu tư vào nền tảng công nghệ số, khiến ngành công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Lao động trong ngành này cũng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu về mức lương, vị trí việc làm. Thì trong những năm gần đây thì ở Thanh Hóa có sự phát triển về chuyển đổi số, thì là tôi cũng rất may mắn là tìm được một công việc phù hợp với trình độ chuyên môn cũng như mức thu nhập. Và đối với sự phát triển công nghệ thông tin ở Thanh Hóa hiện nay thì có nhiều cơ hội việc làm để thu hút được các bạn trẻ mong muốn về quê hương đóng góp cho quê hương ngày càng phát triển. Một trong những mục tiêu và cái mong muốn của LegalShop là luôn luôn tìm kiếm nhân sự chất lượng cao để về làm việc tại Thanh Hóa. Bản thân LegalShop thì cũng luôn luôn dành một cái nguồn lực xứng đáng để thu hút các nhân sự chất lượng cao về kỹ sư, về lĩnh vực khoa học công nghệ và công nghệ thông tin. Cùng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ước tính đến hết năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong bối cảnh chuyển đổi số là tất yếu, các công ty đang tìm kiếm những chuyên gia về công nghệ thông tin để giúp họ phát triển và cải thiện các sản phẩm dịch vụ của mình. Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để lao động ngành công nghệ tìm kiếm việc làm và phát huy được năng lực của mình ngay tại quê hương mà không cần phải đi xa. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công dân số tỉnh Thanh Hóa là ứng dụng tương tác giữa chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa với người dân. Ứng dụng cung cấp thông tin hoạt động của chính quyền các cấp tới công dân. Người dân có thể khai thác thông tin và phản ánh các sự việc đến chính quyền các cấp thông qua ứng dụng Thanh Hóa S này. Clip giới thiệu về ứng dụng Thanh Hóa S cũng sẽ khép lại bản tin số và công nghệ ngày hôm nay. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn. Chuyển đổi số là tiến trình tất yếu để thực hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường. Các hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân tập trung nguồn lực, đi nhanh, tiến chắc trong thiết lập thành công chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Và để làm được điều này, hợp phần quan trọng nhất cũng là chủ thể, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số chính là hình thành công dân số. Xác định được yếu tố cốt lõi ấy, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan có liên quan nghiên cứu cho ra đời những tiện ích nhằm định danh công dân trên không gian số. Thanh Hóa S siêu ứng dụng trên nền tảng di động, tích hợp dịch vụ đô thị thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp và ứng dụng chính quyền số phục vụ các cơ quan nhà nước trên một ứng dụng duy nhất. Chỉ cần truy cập App Store hoặc CH Play, người dùng có thể tải và cài đặt Thanh Hóa S vào điện thoại di động. Với người dân, Thanh Hóa S tích hợp nhiều tính năng mở rộng, an toàn thực phẩm, cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Chỉ số không khí, hiển thị thông tin về mức độ chất lượng không khí tại các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh. Giám sát lưu lượng giao thông, cho phép quan sát lượng phương tiện trên các tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa, từ đó lựa chọn hướng di chuyển thuận tiện nhất. Thông tin tàu cá giúp kiểm tra hành trình và vị trí của các tàu cá đang khai thác hải sản trên biển để có thể kịp thời theo dõi, thông báo khi có thời tiết bất thường. Với doanh nghiệp, Thanh Hóa S cho phép tích hợp chữ ký số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử để thực hiện giải quyết công việc trên môi trường Internet. Ứng dụng đang thực hiện nâng cấp để tăng khả năng tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh. Với du khách, Thanh Hóa S là cẩm nang chứa đựng các thông tin về địa điểm, tour tuyến du lịch, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú. Nhờ đó, dù là lần đầu tiên đến với Thanh Hóa, du khách cũng dễ dàng thiết lập được lịch trình, khám phá những nét đặc sắc của vùng đất địa linh nhân kiệt. Với cán bộ công chức, Thanh Hóa S cung cấp tính năng theo dõi tình hình xử lý văn bản, dịch vụ công, tích hợp dữ liệu dùng chung phục vụ nhu cầu khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu số. Ở cấp xã, qua ứng dụng Thanh Hóa S, cán bộ có thể gửi văn bản đến cơ sở y tế, giáo dục, công an, trưởng thôn, cán bộ trực thuộc. Một ứng dụng đa tiện ích chính là mục tiêu mà Thanh Hóa hướng tới để tiếp tục hoàn thiện Thanh Hóa S.